Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển U20 Mỹ và U20 Dominican. Đó là trận đấu chung kết của giải U20 khu vực CONCACAF và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 4 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của nhà cái ở trận đấu này thì U20 Mỹ sẽ là những người đỉnh giá của trên và sẽ chấp U20 Dominican với mức kèo là hai trái, mức kèo hy hạ xuống còn 1,75 và tăng 2,25. Mức tài xỉu trận này là ba trái, 3,25 và 2,75 tùy theo kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và các bạn ấn vào cái đường link màu xanh đó. Sau đó các bạn ấn vào cái chữ đăng ký nữa là xong. Ngoài ra thì mình cũng up một số video nhận định khác trên kênh JCG số 1. Thì bạn nào rảnh rỗi nữa các bạn hãy là ghé qua kênh đó để tham khảo thêm về những kèo bóng khác nha. Và bây giờ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. Thì ở các lứa U20 trước đây trong quá khứ thì U20 Mỹ và U20 Dominican chưa có lần nào đối đầu với nhau. Cho nên là cũng không có thông số đối đầu chính thức để gửi tới cho các bạn. Năm trận thi đấu gần nhất của U20 Mỹ, U20 Mỹ đang bất bại với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Năm trận thi đấu gần nhất của U20 Dominican, Dominican cũng vậy. Họ thắng 3 và hòa 2. Và trận đấu này với cái mức tỷ lệ thế này thì theo nhận định của mình chọn cổ U20 Mỹ chấp hai trái hoặc là đợi cho nó đá tầm 5 hoặc 10 phút mức kèo chấp hạ dưới 2 thì các bạn hãy vào U20 Mỹ. Vì sao? Mặc dù cái tỷ lệ kèo chấp ở trận đấu này nó cũng khá là cao, tuy nhiên thì xét về thể lực cũng như là chiều sâu đội hình thì U20 Mỹ đang được đánh giá là nhỉnh hơn U20 Dominican. Thứ hai nữa thì xét về phong độ hiện tại thì mặc dù là hai đội đều đang có phong độ cực kỳ ổn định, tuy nhiên thì Mỹ đang có phong độ tốt hơn. Với lại mình thấy cái mức kèo này nó cũng chưa mấy thật sự gọi là hợp lý cho lắm. Khi mà đây là cái trận đấu chung kết, nếu như trận đấu này mà U20 Dominican cầm hòa được U20 Mỹ ở 9 phút thì còn đó hai hiệp phụ hoặc là những lượt sút luân lưu để quyết định ngôi vô địch. Mà trận đấu này U20 Dominican được chấp đến hai trái, thậm chí là có kèo 2,25 nữa thì mình nghĩ nhiều khả năng. Đây cũng thể là cái mức kèo gài để cho bạn 90 phút nằm Dominican quá nhiều không chừng nữa. Tuy nhiên thì cái hiệu suất ghi bàn của U20 Mỹ ở thời gian này rất tốt, với lại là đá ở các lứa trẻ thì nó sẽ đá khác so với đội tuyển quốc gia. Và mình dự đoán với cái hiệu suất ghi bàn tốt của Mỹ ở thời gian này cộng với phong độ cũng đang rất ổn định thì trận đấu này có thể là U20 Mỹ họ sẽ vượt qua đội U20 Dominican ở 9 phút để lên ngôi vô địch luôn, chứ không cần phải đợi đến hiệp phụ hoặc lân lưu đâu. Mình nghĩ trận đấu này U20 Mỹ sẽ vượt qua đội U20 Dominican với cách biệt là từ 2 hoặc là 3 bàn trở lên. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi cổ U20 Mỹ chấp hai trái hoặc là dưới 2. Còn cái mức tài xỉu trận này là ba trái, 2,75 và 3,25. Thì U20 Dominican cũng là một đội bóng cũng khá là mạnh và đang có phong độ cũng rất là tốt. Vì đó trận đấu này biết đâu Dominican sẽ có bàn thắng vào lưới của U20 Mỹ nữa. Mình nghĩ trận đấu này sẽ có tỷ số là 3-0 hoặc là 4-0 nghiêng về cho U20 Mỹ hoặc là có thể là 4-1. Cho nên là bạn nào tin tưởng mình ở ưu tiên đá cửa tài trận này. Còn nếu như trận đấu này các bạn không tin tưởng của U20 Mỹ, các bạn đá cửa tài 3-0 cũng được. Ở mức hiệp 1 hay mức kèo chấp là một trái và tài xỉu là 1,25. Vì đó hiệp 1 U20 Mỹ sẽ dẫn trước U20 Dominican với tỷ số là 2-0 hoặc là 3-0. Và tất cả trận đấu chốt kèo là chọn có U20 Mỹ và đá tài ở một cũng vậy. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em may mắn lựa chọn của mình nha.